Xin chào các anh chị. Hầu hết ai trong chúng ta đều muốn được đối xử tôn trọng, yêu quý một cách bình an, cởi mở, vân vân. Tất cả những điều mình đang muốn cũng là điều mà người khác muốn, đúng không? Một trong những điều vĩ đại, cao cả, quý giá mà Chúa Giêsu giảng dạy được ghi lại ở sách Kinh Thánh Luca đoạn 6 câu 31 như thế này: Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Và ở sách Matthew đoạn 7 câu 12 cũng ghi lại nhấn mạnh như thế này: Ấy vậy, hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Mục đích của luật pháp và hoạt động loan báo của các tiên tri cũng làm nổi bật nội dung này. Tiếc rằng nhân loại hoàn toàn làm ngược lại, làm trái đi, làm ngoan cố bằng phương pháp khác, bằng hệ giá trị khác. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ chẳng hạn như là, ví dụ không nước nào muốn chiến tranh cả, nhưng mà thay vì đối xử với nhau trong hòa hiếu hữu nghị thì lại dùng sức mạnh bắt ép nước khác phải nghe theo mình, hay là dùng sức mạnh để chiếm của nước khác. Cái môi trường xã hội mà chúng ta sinh sống cũng vậy, mình muốn đồng nghiệp tử tế với mình, thân thiện với mình, cởi mở với mình, trung thực với mình, nhưng mình lại không chịu tử tế, thân thiện, cởi mở và trung thực với đồng nghiệp. Dẫn đến cái hậu quả là hai bên đều đối đầu, mục đích tốt đẹp trong giao tiếp không đạt được. Chúng ta chú ý câu dạy của Chúa Giêsu thể hiện sự chủ động phải ở phía mình trước, không phải là ngồi đợi người khác làm cho mình rồi mình mới đáp lại. Chủ động nghĩa là chúng ta phải chủ động làm trước, thế thôi. Bây giờ tôi hỏi các anh chị là các anh chị có muốn được giúp đỡ không? Nếu muốn thì hãy chủ động giúp đỡ người khác trước. Có thể đối tượng được mình giúp vào lúc đó không có khả năng giúp lại mình, nhưng chắc chắn không lâu sau đó sẽ có người khác giúp mình. Chớ mệt mỏi vì sự làm lành, nghĩa là đã làm cái điều tốt lành đó, thì đừng có lấy đó làm mệt mỏi. Chắc chắn chúng ta sẽ được đền đáp lại, không cách này thì cách khác, tôi tin là như vậy. Một ví dụ khác là ví dụ như là chúng ta không muốn nhà lãnh đạo ăn hối lộ thì đừng bao giờ hối lộ nhà lãnh đạo, đúng không? Rất đơn giản. Vấn đề là mức độ kiên quyết của chúng ta với hệ giá trị mà chúng ta tin là đúng, chúng ta sẽ theo tới cùng, còn làm nửa vời thì không bao giờ có tác dụng gì cả và không đi tới đâu được. Chúng ta không muốn người khác vô ơn với mình thì mình phải luôn biết ơn và đừng bao giờ quên ơn. Bây giờ các anh chị bật điện thoại của mình lên vào cái mục danh bạ xem có ai mà mình lẽ ra phải biết ơn và thể hiện sự biết ơn, nhưng mà các anh chị đã quên hay là không? Tôi nghĩ ít nhiều gì cũng có đấy. Đôi lúc chúng ta quên. Tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng thì tôi cũng bị quên. Và chúng ta hãy nhờ ai đó nhắc nhở mình, kỷ luật mình để mình phải biết ơn. Hằng ngày đó thì các anh chị hít thở không khí, ăn thực phẩm được trồng từ đất, uống nước ngọt từ những dòng sông, hưởng ánh nắng mặt trời mỗi ngày, hay là chiêm ngưỡng những vì trăng sao ban đêm và tận hưởng các mùa trong năm. Sở hữu cơ thể tự động hấp thu năng lượng, vân vân. Các anh chị có biết ơn hay là không? Nếu biết ơn thì biết ơn ai? Đó chính là biết ơn đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta miễn phí những thứ ấy. Danh của Ngài là Yahvê Thiên Chúa. Các anh chị có tạ ơn Ngài luôn luôn hay là không? Nếu mà không có sự tể trị của Ngài thì vũ trụ này sẽ rối loạn, mặt trăng, mặt trời sẽ di chuyển loạn xạ, mặt đất sẽ hứng chịu thảm họa, các mùa trong năm không còn trong trật tự nữa. Và cái tiểu vũ trụ chính là bản thân của chúng ta cũng sẽ bị rối loạn, vân vân. Vì thế, hành động biết ơn đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện đó là phải cảm ơn trời và xưng danh Ngài là Yahvê Thiên Chúa. Nếu các anh chị thực hiện theo thứ tự đầu tiên như thế thì các anh chị sẽ tự động biết ơn người khác khi người ta giúp đỡ mình. Tôi là Francis Hùng, diễn thuyết gia, chuyên gia đào tạo doanh nghiệp cấp cao và là cố vấn chiến lược kinh doanh vì ích lợi con người. Hãy đăng ký kênh của tôi và nhấn vào chuông để được cập nhật video kịp thời các anh chị nhé. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại.